tiếp tục bán xả, bán xả một cặp bánh bán sale, sale cuối năm bán rẻ cho anh em. Thì trước mà anh em đang thấy là cái này cặp bánh cúp 81-86 đời cao, hàng đã xe con này để Nhật về, tình trạng là hàng tháo xe đời cao của Nhật rất là đẹp luôn, năm đùm này sáng bóng sơn xi zin, khuôn bộ nó bánh nó đầy đủ như hình ha, cốt ống chỉ bánh tăng sơn đều đầy đủ hết, vừa dễ luôn. Thì mình bán xe cuối năm cho anh em với mức giá là 2 triệu một cặp nha, chỉ 2 triệu một cặp thôi. Bánh này là bánh cúp 81-86 nha anh em, chứ không phải bánh 88 nha. Bình thường mấy những cặp bánh này bán phải từ 2 triệu 8 cặp trở lên, nay cuối năm mà bán xả lỗ luôn, xả lỗ luôn 2 triệu cặp, năm đùm tiền sáng bóng nha. Này tất cả là còn hoạt động bình thường này nha anh em, trái khế còn hoạt động bình thường hết, đẹp anh rất là đẹp luôn. Quay đặt ảnh chi tiết từng bánh cho anh em xem. Cái này là bánh cúp 86 thì có thể sử dụng được rất là nhiều xe ha, như là Dam 78 rồi 81-86 rồi 82-84 thì kia xài được hết luôn, giống nhau hết nha anh em. Đó, giá hời luôn, em bán cho cặp bánh này mỗi cặp bánh là chỉ có 2 triệu thôi, bánh rất là đẹp luôn, anh em về vô xe là đẹp miễn bàn luôn. Rồi cuối năm bán rẻ cho anh em nào bằng thì cứ alo em nha, 0933996332, số phụ tùng xe máy Quốc Thắng nha. Cặp bánh cúp 81-86 đời cao, cả xe con này đi nhập về giá 2 triệu cặp.